Huỳnh Như tuyên bố tuyển Việt Nam có thể tạo ra địa chấn ở trận gặp Mỹ. Tiền đạo Huỳnh Như thừa nhận khó đánh bại Mỹ nhưng không phủ nhận Việt Nam có thể tạo ra địa chấn ở trận ra quân World Cup 2023. Trong lần đầu góp mặt ở World Cup, Việt Nam rơi vào bảng đấu có đương kim vô địch Mỹ, Á quân 2019 Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đội tuyển sẽ ra quân gặp Mỹ ngày 22 tháng 7 trên sân Eden Park có sức chứa 50.000 chỗ ở Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand. Tại World Cup 2019, Mỹ từng thắng đại diện Đông Nam Á Thái Lan với tỷ số kỷ lục trong lịch sử giải 13-0. Nhiều người lo ngại viễn cảnh tương tự sẽ xảy đến với Huỳnh Như và đồng đội. Tuy nhiên, tiền đạo dục quân của Việt Nam khẳng định, chúng tôi đã trải qua hành trình khó khăn để góp mặt tại đây. Việt Nam chưa phải đội tuyển mạnh so với mặt bằng thế giới, nhưng chúng tôi luôn tự hào và sẽ nỗ lực hết sức để mang hình ảnh con người Việt Nam ra quốc tế, qua đó tạo cảm hứng cho bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai. Tôi muốn nhắn nhủ với các cầu thủ trẻ rằng chỉ cần không ngừng nỗ lực, các bạn sẽ thực hiện được ước mơ như chúng tôi hôm nay. Việt Nam là một trong 8 đội tuyển tân binh World Cup lần này. Thông tin về Huỳnh Như và đồng đội cũng khá ít ỏi. Lối chơi của đội tuyển chỉ được thể hiện phần nào qua hai trận giao hữu trước giải thua New Zealand 0-2 và Tây Ban Nha 0-9. Theo Huỳnh Như, cô và đồng đội đã chuẩn bị tinh thần thép và có kinh nghiệm chạm trán các đội hàng đầu trước giải nên không có gì phải lo sợ. Tiền đạo 31 tuổi cảm ơn sự ủng hộ và kêu gọi người hâm mộ tin tưởng vào đội tuyển tại World Cup 2023. Đồng thời tiết lộ cô thường xuyên nói chuyện để khích lệ tinh thần toàn đội trước mỗi trận nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Huỳnh Như là thành viên duy nhất của Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài. Cô đã chơi 23 trận, ghi 7 bàn, kiến tạo 2 lần cho câu lạc bộ Lành Villa Van Desert ở Bồ Đào Nha mùa trước. Lành muốn giữ chân thủ quân Việt Nam thêm một mùa nữa và hai bên đang đàm phán gia hạn hợp đồng. May mắn có sự ủng hộ từ gia đình, Huỳnh Như làm quen với bóng đá từ khi còn nhỏ. Qua sự hướng dẫn của bố là một cựu cầu thủ tiền đạo sinh năm 1991, tập luyện với các bạn nam đồng trang lứa trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đến nay, Huỳnh Như đã 5 lần giành quả bóng vàng Việt Nam, giành 7 chức vô địch quốc gia cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vô địch AFF Cup 2019 và giành huy chương vàng SEA Games 4 lần cùng tuyển Việt Nam. Với tôi, cũng như các tuyển thủ nữ Việt Nam, gia đình là nguồn động lực to lớn. Vì thế, tôi rất hạnh phúc khi bố mẹ cất công sang đây để động viên. Có lúc tôi nhớ lại ngày xưa khi đá bóng nhựa hay dùng quả dừa để tập luyện. Giờ đây, mọi thứ khác rồi, tôi được tham dự World Cup. Có thể nói, đó là câu chuyện cổ tích thành hiện thực đối với tôi, Huỳnh Như nói. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.